cho nên những môi gần lắp người để cố gắng trốn thoát. Tôi thì chỉ có lấy những thứ tôi cần, chỉ có vậy thôi đó. Chỉ cần tôi qua tâm linh kia, vậy mà tôi có đùa được. Các người hãy đem tôi đi ra xem thử. Lưu vô, hôi thôi vô lại xem đây. Hãy tìm cách nào khác đi, không chạy thoát đâu, nghèo nà làm sao. Và giờ đây chẳng làm gì được nhau, cứ theo dạy người cùng lên xem sao. Lên không có người dạy. Cuộc đời này còn nghèo nhưng tôi tồn tại. Chuyện này ngày sau tôi kể cho nghe vậy nha. Đám này thật ra chung qua kem thôi. Không người đã tốn thấy được hết. Nếu cần là những cái tên khác như thường, chỉ cần mình chơi như những đám đông, thế là bọn chúng sẽ bị khóa. Cuối cùng mình có thể khám phá nơi này. Bắt lại, Abu, gây đối. Chẳng cần phải vội vã chi. Tôi thì thấy anh ta hơi đẹp trai. Cuộc đời này còn nghèo nhưng tôi còn tồn tại. Mình làm bạn nhiều khi vui hơn. Hey! Cuộc hết những lối thoát kia, tiếp nào cùng tiến lên phía trước. Thế mà chẳng có chuyện gì khó đâu, thế mà mình đã trốn qua nhanh. Mình đi thôi, nào mọi người hãy chúc tôi được. Nhìn nhảy nào xuống đây còn chân chơi gì nữa ta. Nhảy!